Kính chào quý vị đang theo dõi kênh của chúng tôi. Thưa quý vị, chỉ vì mong muốn chạy theo những thứ tình cảm ngoài luồng sai trái, bỏ vợ con để chung sống với một người phụ nữ khác, hơn nữa lại là người phụ nữ hơn mình rất nhiều tuổi. Lộc không hiểu vì sao mình lại say mê người phụ nữ nhiều tuổi và lại còn hai đời chồng đến vậy. Anh thường xuyên đòi hỏi chuyện ấy với người phụ nữ này, thậm chí ghen tuông khi người đàn bà gặp ai đó. Những thứ tình cảm đó cũng chẳng thành, đẩy Lộc vào vòng lao lý. Mê lực của người đàn bà lớn tuổi ấy là gì? Chi tiết vụ án ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Lộc là con trai út trong một gia đình nghèo nhưng được bố mẹ tạo điều kiện cho ăn học đến nơi đến chốn. Đến tuổi lập gia đình, Lộc may mắn cưới được chị Nguyễn Thị Hường, người rất trẻ đẹp và đảm đang. Vợ chồng Lộc nhanh chóng có với nhau hai con nhưng tổ ấm của họ sớm nguội lạnh vì tính trăng hoa. Lộc có vẻ bề ngoài cao to, đẹp trai lại hay tán tỉnh phụ nữ, nên chị Hường rất đau khổ, nhiều lần khuyên chồng sống thủy chung để gia đình yên ấm, nhưng Lộc đều bỏ ngoài tai. Lộc để vợ con một mình, thường xuyên là lượt quần áo, la cà quán xá, cặp bồ với nhiều người. Một trong số nhân tình khiến Lộc mê như điếu đổ là chị Nguyễn Thị Diễm, 39 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc. Mặc dù chị Diễm lớn hơn Lộc khá nhiều tuổi, nhưng cái cảm giác làm phi công trẻ đã thôi thúc Lộc khám phá và lún sâu vào cuộc tình bất chính. Chị Diễm là người có hoàn cảnh khá đặc biệt, sau nhiều lần đò vẫn chưa tìm được hạnh phúc. Người chồng đầu tiên của chị không may mất sớm, để lại hai người con đang tuổi ăn học. Khi con cái khôn lớn, chị Diễm mới lập gia đình với một người đàn ông khác và có thêm một người con. May mắn không mỉm cười với chị Diễm vì người chồng lại mắc bạo bệnh, nằm liệt giường. Chị một mình phải lo cho năm miệng ăn rất vất vả. Chị gom góp mở được một quán cà phê nhỏ ven đường để mưu sinh. Lộc là một trong số những khách thường hay ghé uống nước nên quen biết với chị Diễm. Thấy chị Diễm đang độ tuổi hồi xuân, tiếp khách chu đáo, ân cần nên Lộc bắt đầu quan tâm. Biết hoàn cảnh của chị Diễm, chồng lầm trọng bệnh, lâu nay sống thiếu thốn tình cảm nên Lộc tiếp tục tán tỉnh. Chị Diễm dần siêu lòng và thường xuyên lén lút hẹn hò gặp Lộc để tâm sự. Oái oăm thay, Lộc càng gần gũi với chị Diễm, y lại càng yêu người phụ nữ lớn tuổi này. Cảm giác vụng trộm và tâm lý được người tình lớn tuổi cưng chiều đã khiến Lộc quên hết mọi thứ trên đời, bất chấp danh dự, đạo đức để đắm chìm trong dục vọng thấp hèn. Cuộc tình bất chính kéo dài được một thời gian thì Lộc phát hiện chị Diễm có nhiều biểu hiện bất thường. Lộc bắt đầu nghi ngờ người tình đã cắm sừng nên thường xuyên tỏ thái độ ghen tuông, xem trộm điện thoại và nổi nóng. Để cải thiện mối quan hệ đang ngày càng xấu đi, Lộc hẹn hò chị Diễm đi dã ngoại tại thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Sau một ngày đắm chìm bên nhau, chị Diễm chở Lộc về nhà. Khi xe đang bon bon trên đường, chuông điện thoại của chị chợt reo vang. Chị Diễm liền tấp xe vào lề, bước ra nghe điện thoại. Lộc miên man với những suy nghĩ chắc chị Diễm có người đàn ông khác nên không muốn mình nghe chuyện. Chỉ có vậy nhưng Lộc nổi nóng, chất vấn chị Diễm đủ điều, chịu hết xiết gã trai trẻ nhiều chuyện, ghen tuông vô cớ. Chị Diễm bực xúc cãi lại. Đỉnh điểm mâu thuẫn là Lộc rút hung khí xiên chị Diễm thiệt mạng ngay tại chỗ. Thấy người tình đã tắc thở, Lộc dừng nhảy xe lên phóng về Bình Dương. Sau khi định thần, Lộc quyết định thuê nhà nghỉ, mua thuốc uống để từ bỏ dương thế, nhưng đã được đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được mạng sống. Trong phiên tòa lưu động, xét xử bị cáo Lộc nhiều lần ngoái lại nhìn người mẹ già gầy gò ốm yếu đã vất vả nuôi y khôn lớn. Vợ con Lộc không ai đến tham dự phiên tòa vì không muốn nhìn thấy người chồng, người cha bạc tình, vì dục vọng thấp hèn mà đánh đổi cả hạnh phúc. Lộc thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xin tòa mức án thấp nhất để sớm về với gia đình làm lại cuộc đời. Nỗi ân hận muộn màng của Lộc càng trào dâng khi nghe vị thẩm phán chủ tọa công bố bản án phạt bị cáo 20 năm tù. Người mẹ già của Lộc lặng lẽ lê bước trở về, không biết bà có còn sống đến lúc đó để gặp lại và chứng kiến sự sám hối của một đứa con hư. Thưa quý vị, bỏ mặc vợ và hai con, Nguyễn Minh Như ở Bình Định chung sống với một người phụ nữ khác có con ngoài dã thú nhưng vẫn ghen tuông mù quáng rồi sát hại người tình, khiến đứa trẻ mồ côi mẹ. Vụ việc trên khiến cho người đời liên tưởng vừa ám ảnh, vừa chịu nỗi mất mát quá lớn, đặc biệt là ánh mắt của trẻ thơ khi phải chịu đơn côi trong cuộc sống này.
âu cũng chỉ vì bố mẹ của chúng ngoại tình. Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Minh Như, 37 tuổi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, làm nghề lao động tự do, kết hôn với chị Nguyễn Thị Khanh, cùng ở phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, vào năm 2011 và có với nhau hai người con. Trong thời gian chung sống với vợ, Như từng bị công an phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chơi đỏ đen trái phép vào đầu năm 2012 và bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định tuyên phạt 18 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng vào cuối năm 2013. Sau khi ra tù vào năm 2014, Như bỏ nhà ra ngoài sống chung như vợ chồng với chị Đào, 36 tuổi ở thành phố Quy Nhơn và có một con gái chung vào năm 2019. Hai người thuê trọ tại nhiều nơi trong thành phố Quy Nhơn để ở. Từ tháng 10 năm 2020, do nghi ngờ chị Đào có người khác nên Như thường xuyên ghen tuông, chửi mắng, hành hung và hay kiểm tra, theo dõi để bắt quả tang nhưng đều không được. Chị Đào cũng nhiều lần bỏ trốn nhưng rồi vì con nên lại đành quay về sống chung với Như. Chiều 19 tháng 2 năm 2021, chị Đào đến đường Ngọc Hân Công Chúa, thành phố Quy Nhơn để phụ bán bánh canh thì Như cứ quanh quẩn ở gần quán để bắt quả tang hành vi trai gái nhưng đã không có chuyện gì xảy ra. Tối 19 tháng 2, Như đến quán đón rồi chở chị Đào và con đi dạo. Khi về đến phòng trọ ở đường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, Như tiếp tục nghi ngờ chị Đào có quan hệ trai gái và chuẩn bị bỏ trốn nên đã chửi mắng, dẫn đến việc cãi nhau. Gần 22 giờ đêm, Như và chị Đào từ phòng trọ cùng đi ra đứng trước đường khu nhà thuê trọ. Lúc này, Như tiếp tục mắng chửi, bảo chị Đào đi vào phòng trọ. Nhưng chị Đào sợ nên đi vào quán bán nước giải khát ở đối diện để cầu cứu. Thấy vậy, Như cũng đi theo vào quán. Nhìn thấy chị Đào cầu cứu vợ chồng chủ quán thì Như xông lại nói: "Giờ ai cứu được mày?" và nắm tóc kéo Đào ngã xuống nền nhà. Chị Đào ôm chân Như van xin: "Tha cho em, tha cho em." Tuy nhiên, Như dùng tay phải rút một hung khí sắc nhọn để sẵn trong túi quần ra, còn tay trái nắm tay chị Đào kéo đứng lên, rồi dùng hung khí xiên liên tiếp 13 nhát vào ngực, cổ, lưng, tay, mông và đùi, làm nạn nhân gục tại chỗ. Gia đình chủ quán phải ôm con nhỏ bỏ chạy ra ngoài. Gây án xong, Như cầm hung khí đi về phòng trọ rồi tiếp tục quay lại chỗ Đào, nằm gục lớn tiếng để la chửi. Sau đó, hắn lại đi về phòng trọ lấy xe máy chở con gái gửi ở nhà người thân, rồi quay lại đưa chị Đào đến bệnh viện cấp cứu, nhưng nạn nhân đã qua đời. Hay tin, người tình đã mất, Như dùng hung khí gây án xiên vào bụng mình để theo nhưng phát hiện và được cấp cứu kịp thời. Theo xác định của cơ quan điều tra, Như nghiện chất cấm. Ngay trong đêm 19 tháng 2, lực lượng chức năng thực hiện xét nghiệm với Như, kết quả dương tính với chất cấm. Tại tòa, hội đồng xét xử hỏi về hành vi cố ý gây thương tích cho chị Đào vào tháng 8 năm 2016. Như trả lời là do ghen tuông. Cụ thể, khi Như nổi cơn ghen, chửi bới, đánh đập nên chị Đào tức giận, nói sẽ bỏ đi thành phố Hồ Chí Minh. Do bị Như dỗ dành, hăm dọa nên chị Đào lại không dám đi nữa. "Tôi hứa là sẽ cạo đầu." Còn Đào có hỏi với tôi là từ nay em sẽ không như vậy nữa, nhưng tôi hỏi thì Đào chối. Trong lúc nóng giận, tôi đã lỡ tay lấy dao nhấn vào ngón chân cái của Đào, Như khai tại tòa. Vụ án này được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Quy Nhơn khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội cố ý gây thương tích vào ngày 5 tháng 8 năm 2016. Tuy nhiên, chị Đào nghĩ đến con cái và tình cảm với Như nên rút đơn yêu cầu công an Quy Nhơn đình chỉ điều tra vụ án. Qua vụ việc này, Như vẫn không hối cải mà vẫn tiếp tục cuồng ghen. Tại phiên tòa, bị cáo Như không ít lần bật khóc khi hội đồng xét xử nhắc về chị Đào, về hai đứa con gái chưa đầy 3 tuổi phải chịu cảnh mất mẹ, cha thì đi tù. Bị cáo Như liên tục cho rằng bản thân rất yêu thương chị Đào và không lý giải được lý do tại sao lúc đó lại hành xử như vậy. Còn gia đình bị hại rất bức xúc vì biết Như thường xuyên hành hung chị Đào. Gia đình chị Đào không yêu cầu bồi thường, chỉ yêu cầu xử lý nghiêm hành vi côn đồ như Như. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Định giữ quyền công tố nhà nước tại phiên xét xử
cho rằng chỉ vì ghen tuông mù quáng mà Như đã dùng hung khí đâm nhiều nhát vào những vùng trọng yếu trên cơ thể của chị Đào vào tối ngày 19 tháng 2. Hành vi của bị cáo Như thể hiện bản chất hung hãn, côn đồ và rất nguy hiểm cho xã hội, đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và tước đoạt tính mạng của người khác một cách trái pháp luật, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương. Do đó, cần phải xử lý nghiêm bằng pháp luật hình sự để trừng trị, giáo dục bị can và phòng ngừa tội phạm. Ngày 24 tháng 9, Tòa Nhân dân tỉnh Bình Định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Như, 37 tuổi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, mức án chung thân với tình tiết có tính chất côn đồ. Đây là vụ án sát hại người tình do ghen tuông từng được gây xôn xao dư luận tại thành phố biển Quy Nhơn. Thưa quý vị, kết cục cho những kẻ ngoại tình, không chung thủy đều buồn và bi thảm. Những vụ án trên như hồi chuông báo động cho những mối quan hệ ngoài luồng hãy chấm dứt trước khi quá muộn. Tới đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Quý vị hãy nhấn like, share và đăng ký để luôn ủng hộ những thông tin mới nhất của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.